chung không khí tưng bừng chào đón dịp Tết Giáp Thìn 2024 của nhà nhà, Hảo Hảo cùng Phở Đệ Nhất còn tổ chức những gian hàng Tết Hảo ở ba thành phố lớn tại đường hoa Đà Nẵng, Hà Nội và Hồ Chí Minh từ 28 Tết âm lịch đến mùng 5 Tết, sẵn sàng chiều lòng những tín đồ vui chơi xuyên suốt mùa Tết này. Với nhiều hoạt động tiếp nối mang đến cho bạn đủ mọi cung bậc cảm xúc tại booth như khu chụp hình Tết, mini game thảy vòng, vòng quay may mắn, các bạn sẽ có cơ hội trưng bày những phần quà vô cùng hấp dẫn đến từ nhãn hàng Hảo Hảo như túi tối tiện lợi, bình nước, chiếc gối ôm, những bao lì xì đủ sắc màu và trải nghiệm in hình ngay sau khi chụp. Song song với các hoạt động vui chơi tặng quà, các bạn sẽ còn được trải nghiệm gian hàng phát mẫu thử hoàn toàn miễn phí của mì Hảo Hảo và Phở Đệ Nhất, với hai sản phẩm mì Hảo Hảo hương vị lẩu kim chi Hàn Quốc và Hảo Hảo mì xào hương vị hải sản đậm vị Việt, và ba sản phẩm Đệ Nhất Phở đặc biệt hương vị bò Thái Lan, Đệ Nhất Phở hương vị phở gà và Đệ Nhất Phở hương vị phở bò. Các gian hàng của Hảo Hảo sẽ hoạt động xuyên suốt từ 28 Tết âm lịch đến mùng 5 Tết tại ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, nên hãy nhanh tay lên kèo, diệt đồ rực rỡ cùng người thân, bạn bè đến khám phá và chào đón năm mới cùng Hảo Hảo ngay bạn nhé!